Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp ngày hôm nay. Ở các tiết học trước, cô và các em đã tìm hiểu về những nội dung của chủ đề 1 và chủ đề 2. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề 3 của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Chủ đề 3: xây dựng tình bạn, tình thầy trò. Và nội dung của chủ đề 3 sẽ định hướng cho các em những nội dung chính sau. Như các em đã biết được rằng, các mối quan hệ xã hội đều có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự trưởng thành của mỗi cá nhân chúng ta. Và những quan hệ này không tự nhiên sinh ra được, mà các mối quan hệ đều được xây dựng từ những điều nhỏ nhất, giản dị nhất và được bồi đắp hàng giờ, hàng ngày, theo năm tháng. Nếu như ở nhà, các mối quan hệ của các em được gói gọn trong mối quan hệ giữa bố mẹ, ông bà, anh chị, thì ở trường, các mối quan hệ sẽ được xây dựng như là mối quan hệ thầy trò, bạn bè, là điểm tựa quan trọng đối với sự trưởng thành của mỗi học sinh. Và chủ đề 3 sẽ hướng dẫn định hướng cho các em những nội dung chính sau đây. Nội dung đầu tiên là sẽ giúp các em tìm hiểu cách xây dựng và giữ gìn mối quan hệ trong nhà trường. Tiếp theo là sẽ giúp các em xây dựng, giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. Và cuối cùng, chủ đề 3 giúp các em lưu giữ kỷ niệm tình bạn, tình thầy trò. Nội dung của tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu cách xây dựng và giữ gìn mối quan hệ trong nhà trường qua 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè. Nhiệm vụ 2, tìm hiểu các cách thiết lập quan hệ với thầy cô. Và nhiệm vụ 3, tìm hiểu các bước giải quyết trong mối quan hệ bạn bè. Đầu tiên là nhiệm vụ 1, khám phá cách thiết lập và mở rộng quan hệ bạn bè. Khi các em vào một môi trường mới, một lớp học mới có rất là nhiều bạn mới, thì khi muốn làm quen với một vài bạn mới, em cần phải làm gì? Thì đa số các bạn ở đây đều biết cách làm quen với bạn mới, và mỗi bạn thì sẽ có những cách làm quen khác nhau. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về một số cách làm quen với các bạn mới. Và đây là một ví dụ, và chúng ta cùng tìm hiểu cách làm quen với bạn mới của em M. Thì khi bạn em M bước vào lớp 6, thấy có nhiều bạn mới trong lớp của mình, và em M đã nghĩ ngay tới những việc để chủ động làm quen với các bạn. Và qua cái hình cô thể hiện, thì em hãy cho biết bạn em M có những cách nào để làm quen với các bạn mới trong lớp học của mình. Thì chúng ta thấy được, bạn em M có 3 cách để làm quen với các bạn mới trong lớp học. Cách đầu tiên là tự tin giới thiệu bản thân và hỏi tên bạn. Cách này thì dành cho những bạn tự tin và có khả năng nói chuyện rất là lưu loát, thì lúc đó chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình, sau đó chúng ta sẽ hỏi tên của người bạn mà chúng ta muốn làm quen. Cách thứ hai mà em M suy nghĩ đến đó là chuẩn bị một cuốn truyện yêu thích và chia sẻ với các bạn. Cách thứ ba là tìm hiểu sở thích và cùng nhau thực hiện sở thích với bạn. Thì trong 3 cách này, các em sẽ thấy cách nào hợp lý với mình nhất nè, các em dễ thực hiện nhất thì các em sẽ chọn để thực hiện trong quá trình làm quen với các bạn mới. Ngoài những cách của bạn em M đã chia sẻ trong tình huống trên, như là tự tin giới thiệu về bản thân, hỏi tên của bạn, chia sẻ một cuốn truyện hay với bạn, hoặc là tìm hiểu sở thích của bạn và sau đó cùng nhau thực hiện sở thích, thì em còn có thể cho cô biết thêm các cách làm quen và mở rộng quan hệ với bạn bè mà em đã từng sử dụng và em cảm thấy thành công. Em có thể ghi ra giấy các cách của mình và chia sẻ chung với cô và các bạn trong lớp của. Đây là một số cách làm quen và mở rộng quan hệ bạn bè với bạn mới cô sẽ giới thiệu đến các em. Cách đầu tiên thì như cô đã nói ở phía trên,
đó là các em hãy chủ động giới thiệu bản thân mình với bạn và hỏi tên bạn. Ví dụ, khi vào một lớp học mới, các em hãy tự tin giới thiệu về bản thân mình, sau đó hỏi tên người bạn mà các em muốn làm quen, và từ đó hai bạn có thể trao đổi thông tin liên lạc với nhau và dần dần tạo nên một mối quan hệ bạn bè mới. Cách thứ hai là em có thể khen một món đồ của bạn đang sử dụng. Ví dụ, em có thể khen bìa bao tập của bạn đẹp, nhiều màu sắc, hình dễ thương, hoặc là em có thể khen cái bóp đựng viết, hộp bút của bạn đẹp và hỏi thăm là bạn mua ở đâu. Và từ việc khen một món đồ nào đó của bạn, các em có thể dẫn dắt câu chuyện và có thể hỏi thăm về tên của bạn, sở thích của bạn như thế nào, và từ đó các em có thể tạo được một mối quan hệ bạn bè mới. Cách thứ ba là em có thể khẳng định trong bạn quen và hình như đã gặp bạn ở đâu đó rồi. Cách thứ tư, để tạo một mối quan hệ mới với bạn bè thì em có thể rủ bạn cùng tham gia một trò chơi hoặc một môn thể thao nào đó. Ví dụ như vào giờ ra chơi, em có thể rủ bạn chơi đánh cầu, chơi nhảy dây chẳng hạn. Hoặc là hai bạn cùng trao đổi sở thích, năng khiếu về một môn thể thao nào đó và cùng hẹn nhau ra chơi ở công viên. Và từ việc cùng tham gia một trò chơi, một môn thể thao, các em có thể xây dựng được một mối quan hệ bạn bè mới. Cách 5 là em hỏi bạn về một bộ phim nổi tiếng gần đây và sau đó cả hai cùng trao đổi về nội dung của bộ phim này. Cách thứ 6 là em hãy tìm hiểu sở thích của bạn mà em muốn làm quen, sau đó em hãy cùng bạn thực hiện sở thích. Và như vậy cô và các em đã cùng tìm hiểu về 6 cách để giúp các em có thể thiết lập và mở rộng thêm mối quan hệ bạn bè ở một môi trường mới. Và cô hy vọng rằng các em sẽ thực hiện tốt những cách cô vừa hướng dẫn ở trên, bởi vì trong môi trường học tập thì mối quan hệ bạn bè chính là một điểm tựa vững chắc để giúp cho các em có thể trưởng thành hơn. Nếu như ở nhiệm vụ 1, cô đã hướng dẫn các em thiết lập và mở rộng mối quan hệ với bạn bè, thì ở nhiệm vụ số 2, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu cách thiết lập mối quan hệ với thầy cô. Và sau đây là một tình huống. Các em hãy cùng cô đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Nhiều lúc, H rất muốn hỏi thầy cô về bài vở và một số việc của lớp, nhưng sợ làm phiền thầy cô nên không hỏi nữa. Và bạn em M lại khuyên H nên mạnh dạn thử các hình thức và cách giao tiếp sau. Hình thức giao tiếp là gặp trực tiếp thầy cô lúc tan học, giờ ra chơi hoặc gọi điện, nhắn tin với thầy cô để trao đổi điều mình cần. Và cách để giao tiếp với thầy cô là chào hỏi một cách lễ phép, giới thiệu bản thân và nói rõ ràng, cụ thể điều mình cần. Qua tình huống trên, em có thể cho cô biết bạn em M đã đưa ra những hình thức nào để giúp bạn H có thể trao đổi với thầy cô một cách dễ dàng. Thì các em có thể thấy được rằng bạn em M đã đưa ra 4 hình thức để giúp bạn H trao đổi với thầy cô. Hình thức thứ nhất là bạn em M đưa ra là có thể gặp trực tiếp thầy cô. Hình thức thứ hai là chúng ta có thể gọi điện để trao đổi với thầy cô. Hình thức thứ ba là nhắn tin. Và hình thức thứ tư là các em có thể gửi thư điện tử cho thầy cô qua email. Ngoài 4 hình thức mà bạn em M đã đưa ra để giúp H có thể trao đổi với thầy cô, thì bạn em M đã đưa ra thêm những cách giao tiếp nào để giúp H có thêm mạnh dạn, tự tin trao đổi với thầy cô. Thì qua tình huống trên, các em có thể thấy rằng bạn em M đưa ra những cách giao tiếp với thầy cô là khi có việc cần trao đổi với thầy cô, các em cần phải chào hỏi lễ phép, giới thiệu bản thân và nói rõ ràng, cụ thể điều mình cần. Vậy thì, khi có việc cần gặp thầy cô, em sẽ thường gặp vào lúc nào? Đây là câu hỏi tưởng chừng dễ, nhưng có nhiều bạn thì lại không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Và khi có việc cần gặp các thầy cô, các em
nên gặp thầy cô vào đầu giờ, vào giờ ra chơi, giờ tan học, hoặc là vào buổi tối. Đây là những thời gian mà thầy cô rảnh rỗi, nên thầy cô có thể trao đổi, giải thích cho các em về những điều các em cần trao đổi với thầy cô. Và tiếp theo, cô và các em cùng đọc một ví dụ về cuộc hội thoại giữa một bạn học sinh và với cô giáo. Ví dụ, em chào cô ạ, em gọi vào giờ này có phiền cô không ạ? Thưa cô, em là A, học sinh lớp 6B. Em có phần chưa hiểu về bài học sáng nay. Em có thể gọi điện hỏi cô lúc nào thì phù hợp ạ? Qua ví dụ trên, em hãy cho biết hình thức, nội dung và thái độ của bạn A khi giao tiếp với giáo viên. Qua ví dụ ở trên, rất dễ dàng để các em thấy được hình thức, nội dung và thái độ của bạn A khi giao tiếp với giáo viên. Hình thức để bạn trao đổi giao tiếp với giáo viên là gọi điện thoại. Và nội dung về cuộc trao đổi này là bạn A hỏi về bài học sáng nay ở trên lớp. Và thái độ của bạn A khi trao đổi với giáo viên là rất là lễ phép, chân thành và với một thái độ cầu tiến. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra suôn sẻ và diễn ra theo như đúng ý muốn của chúng ta. Bình thường, trong mối quan hệ bạn bè, các em chơi với nhau rất là vui vẻ, rất là thân thiết. Nhưng đôi khi có những giận hờn xảy ra và có những bạn có một vài hiểu lầm nhỏ mà có thể là không thể chơi với nhau được nữa. Vậy, khi trong mối quan hệ bạn bè có gặp những vấn đề như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nhiệm vụ 3 của bài học ngày hôm nay. Tìm hiểu các bước giải quyết vấn đề trong mối quan hệ bạn bè. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, em hãy cho biết có mấy bước để giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè. Qua nội dung trong sách giáo khoa thì các em thấy được rằng để giải quyết vấn đề trong mối quan hệ bạn bè, chúng ta cần có 4 bước như sau. Bước 1. Hãy xác định vấn đề cần giải quyết. Bước 2. Xác định nguyên nhân và hệ quả của vấn đề. Bước 3. Lựa chọn và thực hiện biện pháp cho vấn đề. Bước 4. Đánh giá hiệu quả của giải pháp mà mình đưa ra. Tiếp theo, cô và các em cùng đọc kỹ 4 bước giải quyết vấn đề và ví dụ minh họa. Bước 1 là các em cần phải xác định vấn đề mà cần phải giải quyết. Và ví dụ là cách nói cọc lóc của em đã gây trở ngại trong giao tiếp với bạn, mất thiện cảm với mọi người. Sau khi đã xác định được vấn đề thì các em cần phải tìm hiểu nguyên nhân mà để xảy ra vấn đề đó và phải xác định được cái vấn đề đó gây ra hậu quả gì, hệ quả gì đối với bản thân mình. Đó chính là bước 2. Và nguyên nhân khiến em nói năng cọc lóc là do bản thân em ít nói chuyện với mọi người, em hay chơi một mình. Và cái vấn đề nói năng cọc lóc của em đã gây ra những cái hệ quả như là nó cản trở em tự tin trong giao tiếp với mọi người, làm mất đi nhiều cơ hội phát triển của bản thân em. Và đến bước 3 là bước các em lựa chọn và thực hiện các biện pháp cho các vấn đề. Và để giải quyết được vấn đề mà các em nói năng cọc lóc thì các em sẽ thực hiện các biện pháp như tập nói đầy đủ câu với ngữ điệu phù hợp, chuẩn bị nội dung nói chuyện để làm quen, mở rộng quan hệ bạn bè. Và cuối cùng, sau khi đã thực hiện biện pháp giải quyết vấn đề thì các em sẽ phải đánh giá hiệu quả của biện pháp mà mình đã thực hiện. Và ví dụ ở đây là em tự xem lại bản thân mình còn nói chuyện cọc lóc trong giao tiếp với bạn hay không. Vậy thì cô và các em vừa tìm hiểu về 4 bước giải quyết vấn đề trong mối quan hệ bạn bè và kèm theo ví dụ minh họa. Từ ví dụ minh họa trong bài học, các em có thể thực hiện 4 bước này để giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ bạn bè của mình với những tình huống khác nhau. Cũng biết, trong mối quan hệ bạn bè thì bình thường các em chơi thân thiết với nhau rất là vui vẻ, nhưng đôi khi có những giận hờn xảy ra và có những khúc mắc hiểu lầm cần các em giải quyết. Vậy thì em đã thực hiện được những bước nào trong giải quyết vấn đề về mối quan hệ của bạn bè?
em có thể chia sẻ với thầy cô và bạn bè. Và các em có thể chia sẻ bằng cách là mình sẽ tự viết vào trong tập và có thể tự trao đổi với các bạn để mỗi bạn có thêm một những kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong mối quan hệ bạn bè của mình. Cô và các em vừa tìm hiểu nội dung của chủ đề 3 xây dựng tình bạn, tình thầy trò với 3 nhiệm vụ đầu tiên. Và sau đây là nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ. Hướng dẫn về nhà. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ. Xem trước nội dung. Nhiệm vụ 4, giữ gìn mối quan hệ bạn bè thầy cô. Nhiệm vụ 5, phát triển kỹ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.